đấy nó chịu trách nhiệm riêng cho một cái phần trong dự án. Thì như sau, người ta chia ra model view controller thì các bạn hãy hiểu nó như này. Cái chữ M này này, cái model này này là giúp chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu. Tương tác với cơ sở dữ liệu. Đấy đi. Cái controller là cái xử lý logic. Xử lý logic trong một cái lần request gửi lên, nó có thể tương tác với nhiều cái model. Đảm bảo là view là cái nơi để hiển thị giao diện của cái website. Đó là cái mô hình MVC của chúng ta. Bây giờ đây là ba cái phần cấu thành lên cái mô hình MVC này. Thì cái các cái tầng của nó, chúng ta khi mà đã gửi request lên, tôi hay vẽ cái vòng cái đường cái các cái hình đúng không? Thì trong cái mô hình MVC thì người ta cũng định nghĩa là nó giúp chúng ta định nghĩa là cái vòng đời của một cái request gửi lên trên dự án. Ví dụ như đây là cái thư mục project của mình này. Đây là project này, được chưa? Request gửi lên, tức là có cái đường dẫn của cái trình duyệt là localhost bao nhiêu đấy, trở đến cái file nào đúng không? Cái đấy gọi là cái request. Thì gửi request lên thì chúng ta sẽ có một cái gửi lên một cái file nào đấy đúng không? File là file view nào đấy, thì chúng ta sẽ có thể là xử lý ở trong này, chúng ta xử lý như sau này. Ví dụ như kiểu dạng là cái nơi đầu tiên được nhận ấy, nó tên là controller, được chưa? Tí nữa tôi sẽ giải thích lại, tôi sẽ demo cho chúng ta xem vì sao nó là controller. Thì chúng ta để ý thôi, khi request gửi lên thì cái file sẽ được xử lý đầu tiên ấy. File đầu tiên là cái file controller này, được chưa? Sau đó cái controller này nếu nó cần tương tác với, ví dụ cái giao diện của chúng ta có lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu lên, thì nó sẽ tương tác với một cái file tên là model, một cái file model nào đấy. Từ cái file model này nó sẽ tương tác với DB và DB trả một dữ liệu cho model, rồi model trả lại kết quả cho cái biên nằm trong controller này. Sau đó controller lấy được dữ liệu rồi thì sẽ call gọi ra một cái file view và để trả từ view này trả ngược trong trình duyệt của người dùng. Đây, cái vòng đời nó như này, đây là bước 1 này. Đến controller là bước 2 này. Trong controller đến cần tương tác với cơ sở dữ liệu thì gọi, đây là bước 3. Model sẽ thực hiện các câu query truy vấn với cơ sở dữ liệu, đây là bước 4. DB sẽ thực thi câu truy vấn đấy, trả dữ liệu cho model, đây là bước 5. Sau đó model trả ngược cho controller là bước 6. Bước 6 thì controller thu thập dữ liệu rồi thì sẽ gọi ra cái view, đây là bước 7. Và view sẽ update được trên trình duyệt của bước 8. Đấy, là 8 bước của cái vòng đời này. Thì cái lợi ích của nó là gì? Lợi ích của nó thứ nhất là khi mà, đặc biệt là cái phần này, khi mà chúng ta biết sẵn ra các cái hàm truy vấn rồi, truy vấn cơ sở dữ liệu rồi, thì nó luôn luôn tồn tại trong các cái class của chúng ta. Không phải là mỗi một cái request gửi lên thì chúng ta lại viết một lớp mới, một cái hàm mới để lấy dữ liệu nữa. Chúng ta biết chung vào đây rồi, muốn lấy cái gì thì chọc vào đây mà lấy, tiết kiệm thời gian hơn, dễ dàng dùng lại code cũ hơn, đúng không? Đây là một cái. Cái thứ hai là những cái view này, bởi vì dùng chung view tách rời cho nên là chúng ta cũng có thể review được những cái view này, miễn là sao chúng ta phân tách nó dễ dàng hơn, đúng không? Ngoài ra nữa là nếu bạn tách riêng view thì code HTML có thể là do một đội front end code ra, nó chỉ code HTML CSS thôi, sau đó bàn giao cái code front end đấy cho bọn code PP sẽ có trách nhiệm là lấy dữ liệu kia rồi, xong bây giờ là phin cái dữ liệu đấy vào trong cái bài view này và trả cho người dùng. Thì như vậy nó có ích lợi cho chúng ta như sau. Cái thứ nhất là tăng khả năng review code. Review code, đây là cái thứ nhất lợi nhất. Cái lợi thứ hai là gọi là phân tách trách nhiệm công việc, chia các công việc ra thành những cái bộ phận riêng chuyên nghiệp hơn. Cái bước thứ ba là định nghĩa được vòng đời của dự án, vòng đời
request một cách rõ ràng và đúng nhất. Thì vì sao lại định nghĩa thế này? Thì cái vòng đời nó như này, luôn luôn ở dự án nào cũng tuân theo cái đường là những cái bước này. Thì kể cả những cái người mới, người cũ, người chuyển từ dự án khác sang hoặc là chuyển từ một cái nền tảng khác sang bắt đầu join vào dự án của chúng ta, thì người ta đã quen với các cái step và các cái bước này rồi. Do đó là người ta thích nghi với công việc nhanh hơn và cũng như là hỗ trợ nhau trong việc phát triển nó nhanh hơn rất là nhiều lần. Thấy chưa? Đấy, đó là cái điểm đó của mô hình MVC này. Khi mà chúng ta đeo áp dụng vào trong cái việc vận chuyển. Cái MVC này không phải, tôi nói không nhớ nhé, nó không phải chỉ là áp dụng cho mỗi một cái việc phát triển cấp xa. Cái này mà có thể áp dụng cho nhiều cái trạng phần mềm khác nữa. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng cái website của mình nhá. Sẽ như này, chúng ta xây dựng như sau. Ví dụ trong cái dự án của tôi sẽ tiến hành tạo ra, đây là lesson 66, các bạn tạo thư mục mới đi, cứ tạo hẳn một cái mới. Tạo ra cái mới đi. Tiến ơi, sang bên phòng bên cạnh bật cái điều hòa lên. Bật cái automat điều hòa lên. Sang bên phòng 506A. Đóng cửa nhé. Bật chưa? Có gió không? Có gió chưa? Được chưa? Tạo thư mục chưa? Rồi tạm thời chúng ta tạo ra một cái thư mục tên là app cho tôi. App. Trong cái thư mục app này tôi sẽ tiến hành là tạo ra các cái thư mục con. Đầu tiên là thư mục model nằm trong thư mục app này. Tiếp theo là thư mục controller nằm trong thư mục app này. Sau đó đến thư mục view cũng nằm trong thằng app này luôn. Còn để cái file index.php ở ngoài cho tôi nhá. File này sẽ luôn luôn là cái file xử lý chung của chúng ta. File đầu tiên vào trong cái project ấy, nên là để lại. Được chưa? Xong chưa? Xong chưa? Rồi bây giờ coi nhá. Để tôi xem lại cái cấu trúc của cái shop hoa này xem là nó tôi thì có nhiều cách xây dựng cái MVC lắm, nhưng mà tôi muốn xây dựng cái nào nó gần giống như cái bài thi của mình ạ. Để chúng ta nhìn này, nhìn thấy không, nhìn thấy cái chữ controller model view không, thấy không, giống hệt nhau đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm một kiểu dạng như này. Đây các bạn nhìn đây, nhìn đây, vào cái bỏ qua cái init set này đi nhá. Chúng ta nhìn nào, vào trong này phát người ta include cái gì đấy, và phải index phát, bởi vì localhost sược shophoa gạch dưới x phát thì là người ta sẽ vào luôn cái file index đúng không, file này phải được ưu tiên hiển thị mà, do đó là người ta sẽ include ngay lập tức cái controller xin tin tức, đây viết cái nội dung của file này vào thôi,
Được chưa? Được chưa? Sau đó người ta gì? Si tin tức bằng new si tin tức thì nó ở đây này. Đây. Chính xác không? Đúng không? Thì bây giờ chúng ta tự dựng ra chúng ta một cái lô luồng logic như vậy. Thì lô cầu hốt vào đây, ví dụ tôi để đây là homepage nhá. Đây là index đi. Index đi. Để test xem chúng ta có chạy được không đã. Không tính tiếp. Nóng quá. Thời tiết này khiếp thật. Được chưa? Bây giờ chúng ta làm nào. Localhost sược K31B2 sược L65. Không viết gì cả. Ôi giời ơi. 66, xin lỗi các bạn. L66. Ra index rồi nha. Đã vào được file index.php này. Tiếp tục nha. Ra cái này chưa? Hình ra chưa? Rồi. Tâm ra chưa? Rồi. Bây giờ coi này. Cái này là chúng ta đang gửi query, nhưng mà gửi query phải index đúng không? Bây giờ chúng ta phải áp dụng cái MVC vào trong này thì sẽ như sau. Với lại tôi nói thẳng với các bạn luôn là cái cách xây dựng cái MVC nó có rất là nhiều cách khác nhau. Cách của theo cái tôi xây dựng theo cách này là để hỗ trợ chúng ta trong việc là nó sát với cái đề thi. Được chưa? Cách này không phải là cách tối ưu. Và cách này làm thì nó khá là tù tội. Tôi nói thẳng luôn, nó khá là tù tội. Cho nên là các bạn phải thông cảm để sát cho yêu cầu cho chúng ta đi thi. Còn tôi có những cái cách làm MVC nó hiện đại hơn rất là nhiều. Được chưa? Thì nếu mà có thời gian tôi sẽ dạy các bạn. Đây, thì index này. Đầu tiên, cái request vào trang chủ thì chúng ta sẽ xử lý nó bằng một cái controller nào đấy. Trỏ đến controller bước 2 đúng không? Thì bây giờ chúng ta tạo ra controller đã. Bởi vì chúng ta chưa hề có một controller nào cả. Bây giờ tạo ra đã. Thì chúng ta tạo ra new file mới tên là home controller.php chẳng hạn. Trong này chúng ta viết code PHP và tạo ra class là home controller. Tạo ra class thì là home controller và hàm nào đấy. Ví dụ chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng static function hoặc sử dụng cái hàm function bình thường. Cái đấy thì tùy. Được chưa? Như tôi hoàn toàn để tiết kiệm, tôi hoàn toàn có thể sử dụng viết ra một cái hàm public static function public static function, đây là in homepage đi. Homepage public static function homepage. Được chưa? Ở trong này chúng ta sẽ tạm thời con quy định với nhau như sau. Ví dụ đây là lấy danh sách danh mục trong cơ sở dữ liệu và trả về view, trả về một cái view. Như này. Được chưa? Không ạ. Thì tạm thời ở trong này á, tôi sẽ va đâm ra đây là home controller, gọi đến hàm homepage đúng không? Các bạn thích gọi nào gọi nhá. Có thể các bạn thích thì viết hàm public static function hoặc là các bạn có thể bỏ cái này đi tùy. Như tôi sẽ demo về static trước, còn cái đoạn sau tôi sẽ demo về function bình thường. Được chưa? Xong như nhỉ? Rồi. Bây giờ ở index này để sử dụng được cái lớp home controller kia thì tôi phải require nó vào trong này đúng không? Thì tôi sẽ sử dụng là require one. File này là từ index.php, để lấy được cái home controller thì chúng ta phải làm nào? Đường dẫn là gì? App sược controller sược home controller.php.
Được chưa? Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có cái home controller 2.2. home page. Như này thôi đúng không? Rất nhanh. Được chưa? Gõ xem có chạy được không? Đúng là home controller home page rồi. Ra chưa? Được chưa? Tao hùng không nhỉ? Tiến không nhỉ? Chạy được không? Tâm. Chạy chưa? Hả? Sang chỗ Tiến ngồi nhé. Sang chỗ Tiến ngồi. Bế sách vở láp liếc sang bên đấy. Được rồi gì? Trợ giảng, tung trợ giảng. Còn ai bị lỗi không? Hiểu được chưa? Rồi, để tôi xuống nó hỗ trợ không? Hôm trước dạy gì nhỉ? Viết lại cho đúng đi lại. Ai bảo mình thế? Nhìn cái controller mới biết như nào? Controller nó là một từ, cho nên là chỉ có chữ C biến hoa thôi. Đi. Xếp xuống đi ra. Sang bên kia. Đây, tên file. Được chưa? Chờ tí thì đủ hỗ trợ. Lại chưa? Thế nào? Unexpected home controller dòng 3 cũng đã chấm phẩy ở đây đâu. Có mỗi cái chấm phẩy thôi mà nó mãi không xong. Còn đâu không kiếm được rồi nào? Không bị lỗi gì? Nó báo gì? Home controller dòng 3. Đây. Càng học càng rõ ra ví dụ chạy đi nào. Đấy. Sao ok. Ồ, biết chữa đấy. Thực ra là chữa được nhưng mà tôi không thích chữa. Trước tôi từng làm cái này một lần. Làm với khi code Angular JS thì có xử lý cái đấy một lần. Để tí tôi tìm lại. Ra chưa? Thì bây giờ là từ cái request chúng ta đã chọc được vào trong controller này. Chọc được vào một trong một cái hàm của controller này. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ hiểu như này. Nếu trong cái hàm cái home controller của chúng ta ấy, nếu mà cái hàm của chúng ta là static thì chúng ta viết như này. Được chưa? 2.2 gọi đến luôn. Nhưng nếu chúng ta không viết static hoặc là đề nó không viết static nhưng chúng ta vẫn phải theo thì chúng ta sẽ phải viết là gì? Ví dụ đô la là h controller chẳng hạn, đúng chưa? Hoặc là hctr, người ta hay gọi là h, ví dụ, hoặc là home ctr như này, ví dụ thế, bằng new home controller đóng mở ngoặc, đúng không? Thì bây giờ đến lúc này thì chúng ta mới thực thi được cái hàm home controller kia.
ở homepage kia, home ctr trỏ đến homepage, được chưa? Kết quả như nó tương đương nhau đúng không? Bởi vì nó cũng thế mà. Tuy chúng ta thích viết cách nào viết, nếu mà viết như này thì giống với đề thi hơn, được chưa? Thế mới bảo là cái đề thi kia các ông ấy làm được kiểu gì? Đề thi trong kia. Cùi bắp hả? Trong kia ra, không phải mình. Tôi mà làm chắc ở trong kia họ nhiều đông sinh viên lắm, đông sinh viên dài hạn là tôi mà ra đề chắc ở trong đi chết hết, được chưa? Chứ tôi bây giờ chúng ta không dùng cái cách tù mù này đâu. Cách này nông dân, chúng ta bây giờ đi ô tô xe máy hết rồi, có thằng đi máy bay rồi còn dùng cái cách nông dân cày bừa này. Xong chưa? Cái ấy là cái gì? Không. Bây giờ phải viết lại cái mô đồ theo hướng của các ông ý. Nhưng mà ông viết cái đấy ông có thể làm dự làm bài tập lớn, nó tiện hơn rất là nhiều, được chưa? Tiếp theo đến chúng ta lấy cái danh sách danh mục trong cơ sở dữ liệu nhá, thì xem các bố ấy viết như nào, chúng ta học theo. Đây, chúng ta nhìn controller, ví dụ một lấy một hàm bất kỳ trong này, chúng ta nhìn thấy không, đây là hàm đúng không? Ở đây chúng nó các ông lại include one, thấy không? Các ông lại include one cái model tin tức, xong rồi bắt đầu tạo mô đồ mới, xong rồi data bằng cái mô đồ tin tức gọi đến một cái hàm nằm trong, được chưa? Thế vậy thì cái mô đồ như nào? Đây cái mô đồ đây, các ông ấy cũng có một cái lớp chung class tên là database, được chưa? Có cái construct, những cái này thì chúng ta không phải, người ta có sẵn rồi, tôi sẽ đem ra dùng luôn cho chúng ta nhé, được chưa? Tôi bê cái này sang tôi dùng luôn. Tôi copy cái này tôi sẽ gửi lên trên kia Facebook đi, để cho chúng ta có cái thứ để có cái để chúng ta xài. Gái xinh K31B2 thêm tệp, chọn tệp. Đây. Chúng ta lên chúng ta tải được không? Thì tôi cũng sẽ copy cái file này, tôi vào trong cái thư mục model, tôi xóa hết những cái cũ đi. Đấy, các bạn tạo ra cái lớp database và copy paste hoàn toàn nội dung cái đấy vào. Xong chưa? Rồi bây giờ giải thích qua một chút nhá. Cái class database này tôi không nhớ lắm là cái này chúng ta phải viết viết mới ra hay là không có sẵn rồi, hình như là có sẵn rồi đấy, chứ không phải là viết mới đâu. Tôi không nhớ lắm, nhưng mà thường thường là người ta sẽ viết sẵn cho chúng ta. Thì ở trong này nó cũng có DBH SQL cơ sở, đây là cái những cái biến của người ta đặt rỗng rồi, thấy không? Được chưa? Thì sau đó chúng ta, người ta có sẵn chúng ta cái hàm construct, hàm này chọn đến DBH là hàm gì đây? Kết nối cơ sở dữ liệu đúng không? Sao? Tiếp theo chúng ta có hàm set query. Hàm này để add cái câu lệnh SQL của chúng ta vào trong cái biến SQL của cái đối tượng.
nào sẽ kết nối cơ sở dữ liệu. Cái execute này để lấy dữ liệu ra từ cơ sở dữ liệu. Được chưa? Đúng không? Cái load on row này sẽ giúp chúng ta lấy ra toàn bộ dữ liệu của câu SQL lúc nãy. Được chưa? Cái load row này sẽ giúp chúng ta là làm sao? Làm gì? Trả ra một thôi, lấy ra cái đầu tiên thôi của cái câu SQL lúc nãy. Cái load record cái này tôi cũng chẳng biết. Fetch cái này tôi chẳng dùng bao giờ. Lấy ra last ID cái này bỏ qua đi. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ tạo ra cái model category để làm tương tác cơ sở dữ liệu của các bạn nhé. Nào, new file tên là category.php. Tôi hay đặt tên model như này. Và các công ty khác người ta cũng đặt như này. Chẳng có ai đặt kiểu tên file database và tên class database như này. Đi làm này là ăn vạ ngay lập tức. Tạo ra một lớp tên là category. Chúng ta có cái class category extend cái database. Thì chúng ta để extend được cái database này thì chúng ta cần phải require one nó trước, đúng không? Require one cái app sược model sược database.php. B nó vào thì mới dùng được. Xong chưa? Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta tạo ra một cái function. Tạo ra một cái function get list get trong cái này chúng ta sẽ có một cái biến tên là SQL bằng câu lệnh nào để lấy ra cơ sở dữ liệu toàn bộ dữ liệu trong cái bảng category. Select sound from categories như này, đúng không? Được chưa? Hả? Của nó thú vị vậy đấy. Được chưa? Không nhá. Tao nói bây giờ chúng ta nạp cái câu SQL kia vào. Được chưa? Chúng ta hoàn toàn có thể làm theo cách SQL định nghĩa câu SQL này trước hoặc là làm theo cách khác cũng được. Thì chúng ta ở đây có cái $this trỏ đến set đây set query. Đây cái hàm set query này. Set query và truyền vào cái biến SQL vừa mới định nghĩa ra. Được chưa? Lấy query rồi, bây giờ chúng ta thực thi cái câu lệnh này với cơ sở dữ liệu, đúng không? Thì bây giờ chúng ta lại có, các bạn check cho tôi xem hàm nào là cái hàm giúp chúng ta thực thi câu lệnh với SQL. This trỏ đến cái gì? Execute như này, đúng không? Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ lấy toàn bộ dữ liệu ra, đúng không? Lấy toàn bộ dữ liệu ra thì chúng ta sẽ có return this trỏ đến. Lấy toàn bộ dữ liệu là hàm gì? Load on row.
Toàn những cái hàm có sẵn rồi mà. Mở ra bên kia mà chép vào. Xong chưa? Xong chưa? Hùng xong chưa? Hai chắc là phải cho đứng lên thì mới code mới nhanh được. Xong chưa Hùng? Rồi, bây giờ test xem nó có chạy nha. Còn đứa nào còn chưa xong không? Để còn chờ. Nào, Vân Anh xong chưa? Rồi, bây giờ ở cái home controller này, cái này chúng ta sẽ tương tác với cơ sở dữ liệu bằng danh mục đúng không? Thì chúng ta, nếu để dùng được cái model kia thì chúng ta lại require nó vào. App sược model sược category.php. Trong này chúng ta lại có một cái biến là model bằng new category đóng mở ngoặc, sau đó chúng ta có cái data get list đi, get list bằng dollar model trỏ đến get list get như này, get list get, và chúng ta va đâm ra cái biến get list xem có chạy không. Theo các bạn có chạy không? Tôi không biết có chạy không. Tại sao không chạy? Thì tạo ra đi, sửa đi. Được chưa? Chép đầu tiên. Không nhớ. Được chưa? Hiểu không nhớ? Rồi thì bây giờ chúng ta trước khi làm thì chúng ta phải sửa lại cái này đấy nhá. Mở cái file database ra. Sửa lại kết nối. Được chưa? Host bằng 127.0.0.1 này, DB tên là K31B2 đúng không? Root 12356 cái này là của tôi. Còn các bạn phải sửa lại thành cái kết nối của các bạn đấy. Được chưa? Được chưa? Tiến không nhỉ?
Rồi bây giờ test này. Reload nhá. Thấy ra gì? Ra một cái mảng chứa ba cái object. Đúng nhá? Gồm ID, name và description. Đúng không? Đây là chứng tỏ là chúng ta đã tương tác từ cái bước này thành công này, cả cái cục này thành công. Cái này đã xong rồi. Bây giờ đến cái đoạn này là thành công rồi. Có phải là từ controller chúng ta gọi đến một cái model nào đấy chúng ta cần đúng không? Model đấy tương tác với các một cái tạo một câu lệnh tương tác với DB. DB thực thi câu lệnh xong trả dữ liệu cho model, model trả lại cho controller đúng không? Thể hiện bằng hạn bằng một cái return. Xong chưa? Có ra không? Chưa có DB à? Thế luôn. Thằng Tùng có cho nó. Vân Anh ra chưa? Hả? Cái gì? Lỗi gì? Hay nó ra chẳng hiểu. Hay là cái gì đấy? Syntax error unexpected public database dòng 21 database dòng. Đây này. Đây là cái đầu của cái hàm này. Gì đây? Rồi cô vô này, cô lấy cái login tất cả. À đúng không? Tại sao? Tôi nói cái này từ bao nhiêu lần rồi? À. Sao vẫn lấy cái login được đấy? Hậu quả. Nói cũng nghe. Tức là trong email không có dữ liệu. Thằng này lại đốt win. Bọn này vui nhỉ. Chào. Xem tên của DB đúng chưa? Tên của nó đúng chưa? Ai chụp một đường cách ở đấy? Từ từ chỉ nào. Từ bây giờ tôi mới nói. Còn giải quyết như nào tự giải quyết lấy. Tôi không giải quyết những cái vấn đề tôi nói không nghe. Xong chưa? Lấy ra được rồi nhá. Tiếp tục này. Thằng nào không giải quyết được tự giải quyết lấy. Tôi không giải quyết. Và bây giờ chúng ta phải tiếp tục. Chúng ta tiếp tục đến cái vấn đề là trả về view. Trả về một cái view, một cái giao diện. Nó là cái danh sách. Danh sách của danh mục. Thì ví dụ như ở trong cái này của chúng ta nhìn này, người ta include luôn cái file view đúng không? Người ta include luôn một cái file view nào đấy. Đây giống như ở đây cũng vậy. Ở đâu view bằng cái gì đây trời. Biến view. À đây. Người ta sẽ làm như này, các bạn thấy nó rất thú vị như sau. Người ta sẽ có một cái biến tên là title. Các bạn thích đặt title là gì đặt. Cái biến này là cái biến chứa thôi mà. Đấy chưa? Một biến view tên là cái này là cái file sẽ được hiển thị dữ liệu.
Một cái cuối cùng là include cái file layout vào đây. Được chưa? Thì vậy cái file layout này sẽ là file được xử lý tiếp theo đúng không? Thế vậy nó chạy như nào? Mở cái thư mục include này ra. Đây, include đây. Các bạn sẽ nhìn thấy cái layout. Đấy. Người ta sẽ require cái file head, require cái file header, require cái file main content, require cái file footer. Cái head này thì không có gì đâu. Cái head này thì nó là cấu trúc của trang thôi, không có gì cả. Được chưa? Rồi thì quan trọng là cái file main content này này. Đây các bạn thấy này. Của đâu ta? Content left, content right. Thế vậy dữ liệu vứt đâu nhỉ? Ủa, tôi đố không biết dữ liệu của ta vứt vào đâu ấy. View main content. Không, từ từ bình tĩnh. Content left, à đây rồi. Content left, content right, đây content right. Đây các bạn nhìn thấy content right người ta vứt vào đây. Cái include, cái biến view đúng không? Thế vậy cái logic của nó như này. Tôi sẽ giải thích như sau. Này dễ mà. Đây, chúng ta sẽ có một cái biến bắt chước đi, cái biến view bằng bằng app sược view sược homepage.pp như này, và gọi cái hàm layout include one layout.pp. dễ mà, cái này dễ mà. Hả? Ừ, trả ra cái bảng thôi mà. Chết mất. Là bà đạo. Được chưa? Không chưa? Tiếp tục, mình bị chép lâu vậy. Được chưa? Rồi coi nè. Bây giờ mình làm nào. Thứ nhất là cái biến view này nó chính là cái file sẽ hiển thị giao diện của chúng mình á. Ví dụ tôi để đây, tôi tạo ra một cái view nhá. New file tên là homepage. Homepage.php đi. Trong này các bạn biết đây là nội dung thẻ H2, đây là nội dung trang chủ. Viết tạo ra, viết cho tôi đi. Được chưa? Rồi. Chúng ta sẽ có tiếp cái layout này đúng không? Cái layout này chúng ta thích đặt đâu đặt. Nếu mà include này thì layout nó phải nằm ở trong cái ở ngang hàng thằng index này. Nhưng mà nếu mà chúng ta viết là app view layout này, tôi thì tôi thích đặt như này thôi chứ không cần phải tùm lum như kia đâu. App view layout sược tiếp main đi. Main layout main.php. App view layout main.php. Bạn đặt này thôi. Như vậy chúng ta sẽ tạo ra cái thư mục tương ứng nằm trong cái view là cái thư mục layout này đúng không? Đây đúng không? Tạo ra new thư mục
layout này, sau đó new file là main.php này, cái main layout. Cho anh cái file main layout, file main.php nằm trong layout. Cứ hiển thị ra rồi tí nữa giải thích cho các bạn những ý nghĩa của thằng layout là cái gì. Xong chưa? Rồi bây giờ coi này. Bây giờ với những cái thứ như này này thì không phải là chúng ta xử lý ở trong cái homepage này trước đâu, mà chúng ta phải xử lý cái, làm rõ cái thằng layout này trước này. Thì chúng ta mở cái main ra, chúng ta code HTML vào đây. HTML vào đây. Chúng ta sẽ có ở trên này là H1. Đây là Hùng đẹp trai. Ở dưới này H1 nữa, đây là Tùng xinh gái. Đó. Còn ở trong này, ở đoạn giữa của hai thằng chúng ta có PHP. PHP include. Include one, cái biến là biến view. Còn title chúng ta sẽ để ở đây. Đây là biến title. Xong chưa? Nào coi này. Bây giờ xem nó ra cái gì đấy nhá. Home controller chúng ta có get list này, có view, có title, có include one này, xem này. Thấy Hùng đẹp trai. Nội dung trang chủ có Tùng xinh gái đây đúng không? Giờ nó là cái gì? Khi mà chúng ta include one một cái file, ở đây file của chúng ta là file main.php đúng không? Đúng chưa? Thì nó sẽ chạy cái file này. Chạy file này đúng không? Ở đây sau này cái vị trí này này thường thường người ta sẽ để là phần header, header của trang. Header thì gồm menu này, banner này, rồi cái gì nhỉ, cái menu, logo, banner và cái menu ở trên đúng không? Còn cái phần ở giữa này nó sẽ là cái nội dung động, cái nội dung động của mình á, đúng chưa? Cái nội dung động này sẽ thay đổi tùy theo cái file nào sẽ được include vào, mà cái include là dựa vào cái biến view này đúng không? Chuẩn chưa? Đó, còn ở phía dưới này thường thường nó sẽ là cái phần footer. Footer ở phía dưới này. Đúng không? Và ngoài ra ở trên này nó sẽ có chung, thường thường các giao diện của chúng ta nó sẽ có chung cái khối lượng file CSS này. Đúng không? File CSS này, file JavaScript này sẽ có một khối lượng chung. Thì chúng ta không phải mỗi cái màn hình chúng ta đều lại phải làm sao? Đều lại phải import lại nữa. Chúng ta chỉ import một cái layout duy nhất thôi. Đúng không? Thì ví dụ nó giống như cái áo của các bạn. Xong đến đây là xong nha, từ tạm thời đến đây là xong. Gọi nó cái bước 7, côn ra include cái file view nữa là trả cái chương trình truyền. Đúng chưa? Đây là cái vòng đời của cái một cái mô hình MVC. Nó cứ đi lại lại như này thôi. Không có gì gọi là cao siêu. Xong chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ giải thích cái ý nghĩa của cái thằng layout. Chúng ta làm sao? Đây, layout
nó giống cái việc gì, cái layout nó giống cái áo của các bạn ấy. Ví dụ cái áo của người ta cũng có cái cổ áo này, cổ áo, tay áo, tay áo, tay trái là tay trái, bên tay phải, tay phải, tay trái, bụng chân, chân gấu gì gì đấy. Còn phần ở giữa này là cái hình, người ta cứ các bạn cứ biết cái áo phông không, áo phông của thằng kia không? Đấy, còn nghĩ quá, nó là một cái khung, nó là một cái khung có sẵn, người ta cứ sẵn rất là loạt sẵn. Được chưa? Sau đó người ta muốn trang trí cái gì, người ta cứ dí vào đấy thôi. Cái view của chúng ta chính là cái hình trang trí nằm ở giữa này. Được chưa? Thì cái khái niệm bao ngoài, những cái thứ bao ngoài như này, người ta gọi là cái khái niệm là layout. Layout và cái khung bao ngoài của cái giao diện. Còn cái nội dung ở trong này là content hay gọi là nội dung động sẽ được sinh ra tùy thuộc vào cái đường dẫn của chúng ta là cái gì. Còn cái layout là cái phần cố định. Như thế này thì cái phần content này thì chúng ta gọi nó ra, chúng ta không cần phải quan tâm đến các vấn đề về CSS ở trên này, rồi cái menu ở trên này, đúng không? Rồi footer ở dưới này, rồi JS ở dưới này không cần quan tâm. Đúng chưa? Dễ dàng hơn rất là nhiều. Không nhiều. Đó, có thế thôi. Thì ở đây nếu mà chúng ta muốn sinh ra một cái giao diện khác, ví dụ như kiểu là kết category gạch dưới detail.php như này chẳng hạn, đúng không? Thì tôi để H2 là category detail, đúng không? Tôi muốn category detail thì ở đây tôi chỉ đơn giản là cái view tôi thay bằng cái category gạch ngang detail thôi. Đó, đúng không? Rồi tôi thay ở đây là lại ngược lại thành homepage thì nó lại trở thành homepage. Sao? Sau một hồi dặn yểm không phun được cái chữ nào. Được chưa? Đấy là cái vòng đời của cái MVC của chúng ta. Và ốp luôn thêm cái layout vào. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái cơ sở dữ liệu, cái DB lúc nãy chụp cái dữ liệu ở kết list lúc nãy chúng ta đã lấy vào á. Bây giờ chúng ta làm nào tiếp? Thì bây giờ chúng ta coi này, chúng ta có cái kết list này nhá, biến là biến kết list đúng không? Chúng ta đang sử dụng view là homepage.php đúng không? Thì bây giờ chúng ta lại vào homepage này, chúng ta xây dựng ra cái table có tr, à th, chúng mình xin lỗi các bạn. Có TH. Trong TH này có ID, ID của danh mục này, name của danh mục này, rồi thì DSC của danh mục này. Trong T3D thì chúng ta tiến hành là foreach. Foreach cái biến kết list ra đúng không nhỉ? Ô chết mẹ, mình vừa làm gì trời. Đây mình copy cái biến get list này ra, mình tương ra ngoài cái homepage đấy, ascii value hoặc là sget đi get, thì ở trong này mình sẽ có một những cái mỗi một bản ghi trong cơ sở dữ liệu lấy ra thì tương đương với một thẻ tr, và hiển thị ra đây là các thẻ td là các thuộc tính. Đây là biến bằng cái biến không có chữ s này đâu nha. Kết trỏ đến ID, kết trỏ đến name, kết trỏ đến description. Đấy, sau khi hiển thị sau thì nó như này, ID đến description đúng không? Xong chưa? Đó, có thế thôi.
không nhỉ? Xong đi đã rồi tôi sẽ làm tiếp thêm một phần nữa để hướng dẫn. Xong chưa? Xong chưa? Mấy thằng bên kia xong chưa? Tiến. Xong rồi thì Vân Anh xong chưa? Rồi, ví dụ bây giờ chúng ta muốn tôi xem cái DB đã nhé. Chúng ta có cái product này nữa đúng không? Đây product. Chúng ta có product ID, product name, price, manufacturer cái gì gì đấy, đúng không? Nhưng mà hiện tại cái product và category nó đang chẳng liên quan gì đến nhau cả. Đúng không? Nó không liên quan gì đến nhau. Bây giờ chúng ta tiến hành là design lại cái table product này chẳng hạn, design table này. Cho thêm cho tôi một cột nữa là get ID, get ID là int xếp xuống. Thêm một cột get ID vào đấy. Được chưa? Sau đó mở cái product này ra, reload, chúng ta thấy cái cột get ID đang bị null này. Ví dụ máy tính Acer này tôi sẽ cho nó low after tab 123 đúng không? Thằng này là 1 ID 1, thằng này ID 1, get ID 1, thằng này là ID 2. Đấy. Thằng nào sử dụng tiếp cái not win thì ngồi và khóc. Xong chưa?
Bây giờ tôi sẽ lấy ra, tôi sẽ làm thêm cái phần như sau. Cái kết name này tôi sẽ làm một cái đường dẫn, ví dụ là một cái thẻ A chẳng hạn. Ahref bằng kết trừ detail.pp hỏi chấm id bằng echo của biến kết cho đến id. Nó nội dung thì là cái name như này, thì là bấm vào cái danh sách này, bạn lưu ý này, bấm vào cái danh sách này, bấm vào cái đường dẫn là cái kết name nào thì sẽ hiển thị ra danh sách sản phẩm của cái name đấy, được chưa? Bấm vào cái name nào hiển thị ra danh sách của cái name đấy, của cái kết đấy, danh sách sản phẩm của về cái, thuộc về cái kết đấy. Xong chưa? Mày đưa xong chưa? Chép cái này khó nhỉ, cẩn thận này sai nhá. Đặc biệt là cái ASA dấu bằng sau cái ID này. Tuyệt đối không được tuyệt đối không được có dấu cách vào đây. Có dấu cách vào đây là dở hơi đấy. Xong chưa? Rồi bây giờ coi này. Reload trang thì chuyện thiếu nhi ID bằng 1, chuyện người lớn ID bằng 2, chuyện ma ID bằng 3. Đúng không? Khi mà bấm vào đây các bạn sẽ sang trang gì? Đường dẫn là gì? Get detail.php ID bằng 1. Get detail.php ID bằng 2 đúng không? Thế vậy thì cái get detail nó đặt ở đâu? Bây giờ cái get detail nó đặt ở đâu? Và phải làm sao thì mới xử lý được nó? Thì chúng ta để ý các đường dẫn của chúng ta lúc nãy là index thì nó nằm ngay ở phía ngoài đúng không? Cái index này nó nằm ngay phía ngoài của thư mục L66. Thì bây giờ bấm sang đây thì các bạn thấy L66 sửa kết detail đúng không? Thì tương đương với cái việc là cái file mới của chúng ta, file sẽ là được đường dẫn cho cái giao diện mới của chúng ta, cái view mới của chúng ta, nó cũng ngang hàng thành index này. Thì chúng ta tiến hành là tạo file mới tên là kết detail.php ở đây. Tạo file mới ra. Ở trong này chúng ta tiến hành có cái biến id bằng đô la gạch dưới get ra cái biến id ở trên đường dẫn. Sau đó lại giống như cái thằng của nợ kia, giống thằng của nợ index này, lại require. Require nhưng mà require chúng ta không require home controller nữa mà chúng ta require product controller. Home controller bằng, đây tôi để biến này thì biến ctr thôi. Ctr tức là cái controller ấy, bằng new product controller, sau đó là ctr gọi đến hàm là index chẳng hạn, và truyền cái biến id kia vào. Đây là cách làm cho đúng cái demo ở đây thi.
Ôi giời, hết pin. Xong chưa? Hiếu học chuyên ngành gì ở bên Phương Đông? Học chuyên ngành gì ở bên Phương Đông? Hả? Du lịch à? Quản lý du lịch à? Được đi đó đi đây. Cái gì? Ép gì? Mắc nó mắc kia lên được. Nó nói cái gì vậy? Có ai hiểu không? Ý là thấy mà phải là ngành du lịch đẹp từ đầu, đẹp từ ngoài. Đúng rồi. Phải đẹp cả tâm hồn, xương nét là phải đẹp. Đã hết rồi bắt đầu em đi chụp ảnh ở cái khu văn hóa du lịch nhà. Đến thằng Tùng tử tế nhất lớp này nó còn không đẹp ở trong tâm hồn nữa là. Thế là biết tâm hồn em xấu không? Mày làm gì có mà xấu với đẹp vậy? Mày có như cái thằng gì nó bảo mày bé đã bị đục khuét tâm hồn không? Đọc truyện tranh nghe. Được chưa? Đến đây rồi sao nữa? Đến đây rồi sao nữa? Tạo file gì? Product controller đúng không? Tạo ra. Lại mở controller ra tạo thôi. New file, product controller, tạo ra lớp class. À, PP đã. Tạo ra class là product controller. Nó có function là index, public function nhé. Index. Có một ngoặc tham số, nhận tham số là ID. Ở lúc nãy tôi có new đúng không? Tôi có new, này. Và trỏ đến thì do đó là cái hàm index này phải là hàm public function bình thường, không phải là tham số gì cả. Thì ở đây lại làm nào nữa? Trong này làm nào? Làm nào? Ở đây tôi include require one cái app sược model sược product.pt database làm gì? Đây, ta sẽ có một cái biến model bằng new product. Rồi tự viết nốt nhá. Product sc bằng model cho đến get lead product by ID, get ID. Đặt tên dài không? Nhận cái biến ID chuyển từ kia vào. Sau đó chúng ta có cái biến là title product list view bằng app sược view sược product sược lead.pp include one app sược view sược layout sược main.pp. Đấy, tự viết nốt phần còn lại.
lấy danh sách sản phẩm dựa theo kết ID và hiển thị ra ngoài. Làm đây. Đã có demo rồi, bây giờ làm nốt đi cái gì.
Thank you.
Xong chưa? Mấy thằng kia? Chưa đến nào xong á, không không chưa? Lẩu thế, làm hàm lấy ID làm gì? Hàm lấy ID nào? Hàm lấy ID thì tự viết ra chứ làm gì có mà lấy. Mày ảo à? Đây, chữa này. Product đúng không? Chúng ta tạo ra file product.php ở trong module này. Product.php nó cứ copy hết cái nội dung của cái file category sang đây tôi sửa product extend database. Cái hàm này sẽ là hàm tên giống như này, getLead product by get ID, vứt vào đây, tôi nhận cái tham số ID truyền vào. Câu lệnh của tôi là select sao from product where get cái ID bằng với cái ID kia. Rồi lại giống hết thôi, không khác gì nào. Xong chưa? Bây giờ tôi sẽ có cái biến product này bằng cái kết quả của thằng kia. Tôi sẽ có cái và đâm ra cái biến product die. Kiểm tra xem. Đúng không? Đúng hai cái chưa? Bằng 2. ID bằng 2. Một cái. Cái này có ID string bằng 3. Được chưa? Cái này bằng 3 thì sao? 3 có array rộng. Được chưa? Sau đó thì lại tiếp tục với thằng này. Title view, view thì tôi tạo ra cái list.php ở trong thư mục product sc. Đây, thư mục product tôi tạo ra cái thư mục list nữa. Và file list.php nữa. Trong này thì tôi đi copy lại cái thằng này. Copy lại cái thằng này thì gồm product ID, product name, price gì gì đấy. Name này. Rồi tôi để ba cái thôi nhé. Right thì chúng ta có cái biến là product SC SP. P này. Cái này unwrap sang cái gì thì chưa biết. Để tính sau đi. P P name product name chứ. P cho đến price. Rồi. Ở đây 3 thì không có gì. 1. Product name. À, product ID chứ quên. Product gạch ID. Đúng không? Máy tính Acer 500, điện thoại Samsung 1000, back lại. Đây, reload trang, đây trang chủ này. Chuyện người lớn thì có bằng này cái này. Chuyện thiếu nhi thì có bằng này cái này. Đúng không? Xong chưa? Quá đơn giản luôn. Đó. Đây là cái product controller. Sau dân lại có các đường dẫn sang các file khác để tương tác các cái tác vụ khác. Đấy là mô hình MVC. Ta cứ lần đúng theo những cái bước mà lúc đầu tôi hướng dẫn, 8 cái bước đấy là sẽ ra. Thiếu cái gì thì tạo mới, xây dựng câu lệnh SQL chạy chức năng nào như chức năng nào.
nhá. Về tự sử dụng cái mô hình MVC này tôi sẽ gửi lên GitHub để tiến hành xây dựng ra cái khung của cái project của mình, cũng như là làm cái việc thêm sửa xóa dữ liệu hoặc là hiển thị ra các cái giao diện cần thiết cho cái dự án lớn của mình đi. Cái này là cũng làm được, không phải không làm được đâu. Hả? Áp ảnh cũng vậy. Áp ảnh hay tài nguyên, ví dụ như file CSS nhá. File CSS thì đưa vào đây, ví dụ như đây chúng ta có cái thư mục public kia này. Những thư mục public này. Public này. Trong này có CSS này. Nhầm. CSS này. Upload này. Đây, áp ảnh vào trong này. Lưu thẳng vào trong này hay sao? Có gì đâu. Đấy, cứ từ những cái file ở phía ngoài này gọi đến hàm controller, tạo ra một cái biến new controller, gọi đến một cái hàm nằm trong, hàm nào cũng được, tùy hàm nào chúng ta định nghĩa để xử lý cái file này thì gọi nó vào. Gọi vào trong, vào trong controller thì gọi tiếp đến model nếu cần, còn không thì trả ra view. Đây là kết thúc một vòng đời của cái MVC. Không có gì nhiều cả.